Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Cùng em đi qua bao quanh hò, đời giờ này loài chưa bao. Ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, từ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Xin mời nhà trai. Hoành tráng quá. Bây giờ thì xin mời nhà gái. Hò rồi. Sông vàng có anh đây chưa đến, bên Ninh Kiều anh đứng đợi triền miên. Nhiều khi muốn dứt bỏ muôn phiền, tháng năm tự nhủ họ, chứ tháng năm tự nhủ kiếm tìm làm chi. Ơi ơi, hò miền Tây á, biết hò không? Hò lại đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, miền Tây. Chào ai? Hồng dạ, Vân. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Giận rồi, tôi không giận. Dạ, em là người miền Tây, em biết hò. Rồi, hò đáp liền. Có một vài câu hát em muốn hát. Có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau, ngày nắng quanh năm trăng sâu, mà ngày mưa chỉ một ngày, chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay ngang, đừng quên đôi môi anh mơ hay rụng nỗi trăm lần, vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh, và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khó, đời giờ này lại chưa bao. Ôi ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, từ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn, mới ghê. Hay xưa luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lời đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân, anh Cát Tường, bạn Quân. Nam. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh, bạn Nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điệu phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó, và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á, thì chỉ có nơi đó có nhiều núi và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là Nhũng Nhiễu đó hả? Dạ, Nhiễu Nhảo. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là Nhiễu Nhảo hay là Nhiễu Sóc. Bây giờ về nè Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em là bên lĩnh vực du lịch thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Dạ. Vậy đó hả? Hai bạn này có một cái giống em ơi, nhau. Em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha. Em sẽ dẫn mọi người Cần Thơ, đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ có nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm.
Hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi dông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ đúng ngơi rồi. Xíu ha. Rồi các ngồi bạn mình giao lưu với nhau đi hai hả? Hai đứa giao lưu đi. Trực giới thiệu luôn. Đi huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai trước đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh. Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Vì 30 tuổi như tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ, em đi học, hệ vừa học vừa làm anh ơi. À, dạ. Trời, tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi coi hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tư Trọng á anh. Gần cái hẻm một chịch nấu chao mà của ông Thành Giao á. À, hẻm Lý Tư Trọng. À trời, gần chỗ anh này nghe, anh cũng ở Cần Thơ, ở Ninh Kiều, anh ở hẻm 56/14 gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Trời, cái này để em tìm hiểu chắc, lại chắc, chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con vậy trời. Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Ờ không, quê em ở An Giang. Hiện tại anh lộn, hồi nãy em có nói rồi. À, An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi. Đúng rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. À, em nói trước dạ. Đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè. Có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Chính vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo bà ba thì hôm nay vậy thôi. Dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay dễ mũi lòng á. Ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá. Em diễn em, hơn nhân vật nữa. Dạ, khóc hơn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa đâu không em? Chắc dạ. Chắc nhây dữ lắm phải không? Dạ, cũng có nhây. Độ kia cũng dữ lắm phải không? Dạ. Anh, tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó bài cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì như thế nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm. Mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác. À, học anh... luật chắc là khô khan lắm anh, người ta hay nói luật là khô khan. Không, lắm. Anh học luật không khô khan đâu, anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cái đàn nhưng anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát, hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu, em thích nhạc boligo, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Dạ, anh thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy, em biết làm công việc nhà này kia đâu không? Dạ, em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì chị cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có cái anh cũng siêng tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Xấu anh. À, tật xấu của anh thì anh không biết nữa, anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có la cà quán xá nữa. Nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Mà tháng này á, là ngay cái đợt này á, là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hộp món quà vui lắm. À, ý nghĩa nữa. Dạ. À, anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? À đó, có nhiều tật xấu. À, em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm nghe. Là hay ngoé mũi nè, hay cắn móng tay nè. Nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu lâu cũng hay dò đầu ngõ này, là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem TV luôn, là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn á, hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi. Không biết là anh có nóng tính không ạ? Anh thì là người không có nóng tính. Lý do tại sao lại bị ế? Dạ, tại vì chắc tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ. Vậy hả? Em có mấy mối tình rồi?
Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học kể là chuyện hồi nhỏ rồi dạ, lớn lớn chút đi. Tiểu học dạ từ từ anh, tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6, lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi à. Chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em rồi, mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa, chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Chưa có, sinh hoạt đòn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có, nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai là nói gì? Xin đó chị à. Dạ em hỏi đi. Có, cái bạn bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là anh nói đi đơn phương không mà vậy chắc là anh cùng là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là trai tăng. Thiệt anh là trai tăng. Rồi còn em sao em có, nói có, luôn có hùng con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hung nhau mà. Rồi lúc đó em cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Ờ. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi. Nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp nữa. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tang chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. À, anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói rủ đi dưới mưa thôi, chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết, dạ. Bây giờ đang cảm sao nguy hiểm. Mình ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình nên cũng không biết luôn. Dạ, thế là đang hầu như là bị phụ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình em, tao thử tả thôi coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em là người truyền thống mẫu gia đình. Ngày xưa là mẹ rất là đẹp, mẹ là mặt tròn, da trắng và tóc cũng dài. Nói chung là mẹ đẹp như, phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ, là nếu mà giống như mẹ càng tốt. Còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng khùng á ha? Dạ không sao, hai đứa khùng cũng không có gì hết, nhưng mà cái đó là vui thôi, vui dạ. Bên kia là sao? Em á thì nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và dạ, chúng ta có quyền thất bại nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh Minh Tiên có gia trưởng không? Anh là người không có gia trưởng đâu. Anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình là phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ. Nhưng mà anh cũng có đôi lúc cũng truyền thống nữa, nói chung đừng hở hang quá, cần giấu thì giấu chỗ nào, cần nói chung là đẹp khoe xấu che. Đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Không. Con gái đi với anh. Dạ, em đi với bạn thân của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh, em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Theo quan sát những gì anh nói á, thì em thấy á, anh này á, anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Thì xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai. Mà đàn ông hay không thì mình không biết. Mình phải check lại mình mới biết là đàn ông hay không. Anh thích đất được 10 cái.
Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào, nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn. Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác, nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh, xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đợi bạn em nó ngại lắm, không hỏi đâu, là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nó như vậy đó, rồi anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta? Em ví dụ hỏi. Như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa chứ không phải là một riêng một mình các bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, được thông cảm em nha. Lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình không đó. Nói nữa em nói nữa, em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi kỳ kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha. Mai mốt mà gặp ngoài đường là không có giận đó, mà lỡ cái hành là không có chắc, là không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường à, đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe mà khỏi khỏe nói lắm, mình ngồi mình cứ relax rồi sung sướng rồi. Chung là không, cũng có nhiều ý hay. Em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ em đi xe đò. À, anh với ba là đi xe cá nhân, đi bốn bánh là mấy tiếng luôn không, đi xe máy thôi. Trời tưởng là bữa nay đi với ba đúng không? Em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba rồi để ba nói đi. Nè. Dạ, không? Chào MC Quyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được chú. Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng cũng hợp, mà cái thì nó cũng hơi ấy, hợp là nó nhiều quá, hai người cũng nói nhiều quá. Hay đó nó hơi lạc vấn đề đó, nó bị lạc đề không, nhưng mà vui mà chú nói thôi chứ nói giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa thôi, ai hỏi hay nói đừng có chen vô. Nói bây giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. Rồi cảm ơn chú, thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi, đi mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Cởi luôn. Chào em. Dạ, chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. Anh có... Ông bóp cái gì vậy ông? Ông chưa tặng ông bóp quá vậy. Không biết em có sợ sâu không? Dạ. Dạ không, ngày xưa em bóp sâu miết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó hoa dâu. Dạ, em cảm ơn anh ha. Rồi, cảm... Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. Anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. Em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Cảm tặng anh chiếc khăn rằn. Chiếc khăn rằn này thì nó... dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Yeah. Đi chơi và để làm trang trí luôn anh ha. Anh cũng hiểu cái khăn rằn này mà, cái truyền thống của người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi coi ảnh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé. Rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là để nó kể nguyên lịch sử cái bó dâu đó. Đừng nói mang hết 30 trái dâu trên đây nha anh. Đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được, cái đó để sao ăn cái sao đó, đi. Cái đó chấm mưa ớt ăn ngon lắm. Không có về mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt, không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Ừ, anh có sở thích ăn vặt hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh, mình ngồi nói chuyện cho dễ ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh xinh hả? Ừ, anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu. Dạ. Điều phụ lấy giá gương. Tại vì vô á em hò em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, với anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn. Anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn, tại vì anh học văn cũng được. Thôi mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề. Bây giờ em thấy
cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em là 90% là người mẫu lý tưởng của anh. Tóc dài, có, đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ đang nói hợp cái gì ta? Em cảm nhận như thế nào vậy em anh? Em cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cái cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không đúng. Phải gì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ giờ không đúng. Có. Rồi bây giờ thế này, một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn, mình nói. Dạ. Bước tới nhìn cô ấy nói đi. Anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự á, cầm tay em rất là ấm, cảm giác rất là thân thuộc, là làm như là mình gặp có duyên ở gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi, trở về vị trí. Mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ, được ạ. Cảm ơn em. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá, tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về nhà có thể. Thứ hai là cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh. Cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, một nơi nào đó nha. Vina Cacao gửi tặng 2 bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitarari do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc 2 bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, em rất là thương gia đình. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Thì ba mẹ rất là già rồi nên em phải tự lập với lại cầu tiến là như mình. Trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Quá dữ. Sao tài khoản của em có nhiều? Em chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi bây giờ xin mời gia đình nhà gái nào. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Dạ. Xin mời nhà trai gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Em xin chào mọi người và chào bạn trai ạ. Chào em. Dạ. Em tên là Tuyết Trang, nhưng mà mọi người hay gọi em là Bắp. Em sinh năm 1987. Nhà em ở Vũng Tàu. Nhưng mà hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên rập của một công ty túi sách ạ. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào đặc em. Biệt chào bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu là em là Trần Văn Phúc, năm nay 32 tuổi, hiện tại là sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm mỹ nghệ sắc và làm vườn. Sắc làm vườn luôn? Dạ, làm vườn để bán hay là? Dạ, làm vườn tiêu á, về vườn nông sản. À, làm tiêu. Dạ. Mời bên đàn gái giới thiệu một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ. Về điểm mạnh của em, ưu điểm của em đó là em rất là thương gia đình, em biết nấu ăn. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã có nhiều đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá dữ. Còn sao tài khoản của em có nhiều?
Ủa chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản, không biết. Tại đi làm vườn không à? Tài sản nằm trong vườn ha? Dạ, tài sản. Em có ưu điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em thì phải công việc có một trách nhiệm. Trong gia đình thì em là không muốn là sự bất hiếu, thì vì em rất là gia đình, thì vì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chăm sóc gia đình. Nói chung mà tự lập với lại cầu tiến là nhanh mạnh nhất, và điểm yếu cũng có nhiều một chút. Ví dụ vài điểm khuyết điểm của em nào? Thì khuyết điểm thì hay mau quên. Nói chung là công việc thì làm bên mỹ nghệ sắc thì những lúc hàng đem ra rồi, những lúc quên những bó hàng hoặc là quên những cái kèm mà búi gì đó, thì về những lúc chạy ra hồi quên thì phải chạy lại rồi, hay cũng quên hay quên thôi. Thì cũng như là nhắc những bọn nữ, bọn nữ là kiểu như ít nói, nhưng mà quen thì cũng nói nhiều một chút. Đôi khi cũng hiểm yếu thì hơi trầm tính. Đôi lúc thì cũng có nói chuyện nhiều, mà đôi lúc thì cũng ít nói lắm. Bên đàn gái, đường tình trường thế nào? Đúng rồi, em nói về cái chuyện tình yêu của em đi. Dạ, thật ra em trải qua lượt là hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời trẻ trâu á, là từ năm lớp 12. Lúc đó cũng còn nhỏ quá nên chưa suy nghĩ chín chắn. Thì là nghỉ chơi. Dạ. Được mấy năm? Dạ, mối tình đó cũng 5 năm ạ. 5 năm mà chia tay nhau, rồi mối tình thứ nhì? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở cũng ở xa. Nhưng bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì là trong mối tình này thì là do em quá hời hợt nên là cũng không có xem trọng tình cảm của bạn. Cộng thêm là một phần là phía tác động của gia đình nữa. Cho nên là cũng nghỉ chơi nhau luôn ạ. Nghỉ chơi mà ai là người chủ động nghỉ? Dạ, em là người chủ động nghỉ. Rồi quen được mấy năm? Dạ, cũng hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm luôn? Dạ. 10 năm yêu đương? Dạ. Hai mối tình 10 năm là cũng có nhiều trải nghiệm lắm đó. Còn em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình thì còn nhỏ thì đơn phương thôi, chị bị thích bạn nữ đi ngang thì hay nhìn một chút vậy thôi. Còn một tình thứ hai thì cái gì được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì bên nữ thì gia đình đó thì muốn sự giàu sang á, nên lúc đó cuộc sống em khó khăn nên em bên nữ không chấp nhận. Nên rồi em phải tự lập, vì muốn là không muốn để mọi người phải coi em một ánh mắt khác, nên phải quyết tâm và công việc của mình để về xây dựng về ở quê nhà. Từ đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực hơn để mình có một cái kinh tế nó khá lên để đừng ai coi thường mình, đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ bên em gái bạn, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì em là muốn tìm một bạn trai là biết thương yêu gia đình, tự lập, vì bạn đó không có quá kiểm soát em ạ. Em không thích cái bạn đó là kiểm soát em nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Cái sở thích của em là cái gì? Cái đam mê của em là cái gì? Dạ, sở thích của em á là đi xem phim nè. Khi tắm á thường hay là hát, mà hát rất là to. Còn em rất là thích đi chơi. Đi chơi, đi phượt đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, em thích bạn trai cao, ốm, không có mập. Cao ốm, không thích mập. Dạ, em muốn thích bạn trai mập. Được ha. Em ghét nhất đàn ông là điều gì? Dạ, vũ phu. Thì em không thích bạn trai vũ phu ạ. Đúng rồi. Không có đâu, không có đâu bạn ơi, tại vì mình rất là hiền. Bạn ấy rất là ít nói. Vậy cũng được ha. Dạ, đúng rồi ạ. Bạn đó ít nói mà nói lẹ đó. Nhiều khi sợ mất á, coi chưa gì cái phóng vô hết hồn mà sợ liền. Bạn yên tâm đi, tôi rất hiền. Tôi cảm giác như bạn cảm thấy rằng cái đối tượng bên đây rào của bạn là hình như là đúng gu với bạn hay sao? Bạn đây là rất là cho nên là bạn cảm giác như bạn không muốn bị vuột đi cái cơ hội này, đúng không? Dạ, tại vì khi đi thì gia đình ai cũng biết là cũng phải hy vọng là khi một lần đi thì phải có một niềm vui về trong gia đình, thì ba má cũng phải lớn tuổi rồi nên muốn là phải có một phải ai cũng một lập gia đình để cho yên phận những người cha làm mẹ. Bây giờ em nói cho chị Vân biết là em muốn tìm một người yêu như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thì em vẫn mỗi người bạn nữ là có sự trách nhiệm, không có sự mà lăng nhăng. Tại vì nếp trong tình cảm thì em rất là chân thành. Còn mỗi người thì em thích người tròn tròn, nhưng mà em vẫn thích người phụ nữ tóc dài thì tóc dài rất là đẹp. Tóc dài, dài. Và hơi tròn dễ tròn. Thôi, để tóc nó dài thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, đi với cháu và bạn. Cháu ruột á hả? Dạ, cháu ruột. Rồi, hỏi ý kiến cháu coi làm sao. Dạ, con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ, con là cháu của cậu ạ. Con thấy chị bên này rất là dễ thương. Và con nghĩ cậu nên bấm nút liền liền luôn, đừng có chờ. Con mong là chị và cậu có thể cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và có thể đi xa hơn ạ. Con cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với em trai, anh rể và mấy bạn ở công ty ạ. Em trai, anh rể. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh Phúc và nhà trai và toàn thể mọi người có trong văn phòng.
Dạ, em là em trai của chị Trang. Thì nãy giờ có theo dõi đây thì anh Phúc đi thì cũng đặt ra được cái điều kiện của chị là cũng được không được hết nhưng mà cũng được 2/3. Cái thứ hai nữa là cái tính cách này anh là vui vẻ. Thứ ba nữa là cái thật thà. Cái điểm mạnh của gia đình nhà em là nông nghiệp. Tại vì nhà em là có 4 kỹ sư cây trồng rồi. Thì chắc em nghĩ là vấn đề về anh ấy thích nông nghiệp thì quá hợp với gia đình em nữa. Thì em nghĩ chắc đó là cái điều mà bố em cần. Dạ. Hàng chị nãy nó trồng tiêu ở dưới thích quá ha. Dạ đúng rồi ạ. Con sẽ cảm ơn quá rồi, ta mở rào đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào bạn. À, chào. Thì mình có món quà của cây nhà lá vườn. Thì nó thật chắc hơn vì bản chất của mình là thực tế. Thì đây một quà thì chắc có lẽ nó hơi đậm bạc nhưng mà đó một sự chân thành. Cảm ơn bạn ạ. Thôi anh em rồi đi chứ nhìn em già lắm. Bạn dạ. Bên đây mới trẻ nè. Chứ em cứ mạnh dạn anh em rồi đi. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay con gửi cho Linh và chị Văn một quà. À, thì, cảm ơn em. Nhiều thì có một chút. Rồi chị cảm ơn rồi, em nhưng mà tiêu ha. Em mở ra đi coi là bạn gái tặng cái gì rồi đây nữa. Bạn ấy tặng cho mình đúng là tiêu. Một cái khăn choàng. Mở cái khăn choàng ra rồi quấn lên trên cổ coi nó có hợp hay không nè. Tặng khăn để là đúng vậy rồi đó. Đó để vậy được rồi. Đó, để vậy đó. Cái này đi hái tiêu rất là ok ạ. Mình trùm xuống dưới đây nè nó đỡ nắng. Thật ra là không đúng rồi đó. Đâu bây giờ bạn em ra em cột cho bạn theo cái ý của em đi. Ý bạn nó vậy nè, đó. À, đúng rồi ạ. Chắc là miền Tây. Vậy cho nó đỡ nắng nè đó. À, đúng rồi, có thể làm như vậy. Đó vậy đó. Trời nhiều nhiều. Cái này là mình sẽ có thêm cái khăn đa năng nữa, mình trùm như vậy nè, đi hái tiêu rất là ok. Dạ. Chăm lo cho vậy đỡ quá rồi, đeo luôn. Dạ, rồi. Luôn. Thôi nhưng mà bây giờ thì là mình hoàng vậy nè. Đeo vậy đó. Đúng không? À đúng rồi vậy đó. Rồi đó hai nói chuyện đi. Như vậy là ở cái bữa mà Vũng Tàu là ở khúc đoạn nào? À, nhà em ở huyện Châu Đức, xã Xuân Sơn ạ. À. Nhà em trồng rất là nhiều tiêu ạ. À. Với lại mùa này đang là mùa tiêu á, nếu anh rảnh thì có thể vô phục nhà em hái tiêu với. Rồi. Em nghĩ chắc là anh biết hái tiêu ạ. À. Thì nông dân chính gốc luôn, tại vì bản chất là người nông. Khiên than đồ đều được hết đúng không ạ? Tại vì nhà làm mỹ nghệ sắt thì khiên than 5-6 mét bình thường. À. Tự khiên á. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào của mỗi bên? Trong gia đình yêu thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ, em đối với em thì thứ nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và cái thứ hai là tôn trọng ạ. Đúng rồi, tôn trọng. Và sự tôn trọng nó đi hàng đầu. Thì trong tình yêu thì phải giữ thông cảm, phải chia sẻ. Chứ mà không có biết chia sẻ hay là không tôn trọng lẫn nhau thì dù có với nhau thì không có được hạnh phúc. Dạ. Nếu như mà mình tiến tới xa hơn đó, thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân? Theo bên anh thì nghĩ là khoảng 6 tháng hay 1 năm thì một cái tình cảm thì phải có một cái thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Mình cảm thấy sống thì không muốn được khoảng cách, là mình không muốn khoảng cách nó gần xa nữa thì mình sẽ đến với tiếng một hôn nhân nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn đối với em thì trong năm nay luôn ạ. Tại vì 2020 rất là đẹp ạ. Dạ, cưới vợ phải cái liền tay. Chứ để thi lâu ngày thiên hạ dèm pha thì mình cũng muốn thời gian tốt cùng bên gia đình nữa. Dạ. Rồi. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô ấy và hát tặng cô ấy một bài nào đó để mình cảm nhận về nhau. Thấy bạn Nam có cái nét của anh Chế Linh á. Đúng rồi. Bạn có thích cái dòng nhạc của anh Chế Linh không? Dạ em thích hát cùng Bolero hoặc là miền Tây Nam Bộ. Nhưng mà thấy đầu tiên mà cũng hơi run. Nhưng mà thể một câu hai câu. Tại vì hôm nay mấy bữa nay thì uống nước đá nó hơi bị khan tiếng một chút xíu. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Hay quá em gái, đứng đó cho em gái hát đối em lại gái. Đi lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, về chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do. Rồi, bao nhiêu. Bây giờ ta đã trải qua một thời gian cũng khá dài ha. Bây giờ trong suy nghĩ, trong lòng của em nghĩ thế nào, em hãy nói cho cô gái biết hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ của em thì hiện tại thì cũng thấy một sự hồi hộp.
và thấy bạn nữ bên kia cũng dễ thương và thằng nữ rất là tốt về tình cảm, về tương lai thì có thể là cho em một cái niềm tin để em tiến tới xa hơn trong chương trình. Thì em muốn thằng nữ thì sẽ có nhau một cơ hội để tìm họ tìm hiểu thêm một thời gian hay là một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ cảm thấy là đi xa hơn và mãi mãi trên con đường. Rồi. Còn những suy nghĩ bằng nữ, chúng ta sẽ nói chuyện bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chuẩn bị nha. Khi bấm nút, chúng ta quyết định hẹn hò với nhau, là trao cơ hội, trao duyên cho nhau để cùng nhau tiến xa hơn nữa. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả, bấm vì trái tim của mình rung động. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Chúc mừng. Trời đẹp ơi. Rất đẹp. Rất là đồng điệu. Rất nghe đồng điệu luôn. Trời ơi. Nào hãy nắm tay nhau. Bây giờ mình xin phép gia đình là đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn hò này đi. Xin phép em trai và là anh chị là chú trường quay cho Phúc xin hôn một rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Em có hay trang điểm không? Dạ, đây là lần đầu tiên trang điểm luôn ạ. Đây là lần đầu tiên trang điểm luôn à. Nên rất là ngại, không biết mình có đẹp hay không à. Ờ, vậy đó hả? Vậy là từ nay em sẽ tập trang điểm đi. Em có thích bạn gái trang điểm không? Dạ, thích ạ. Tại vì anh điểm là lúc nào với vợ mình cũng là đẹp nhất. Đó, nếu vậy chương trình xin tặng em phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc các bạn hạnh phúc. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, khuyết điểm của em là em chưa tìm ra. Khuyết điểm giống như gốc chân Asin á, mình mà tiết lộ ra là người khác sẽ làm cho mình yếu đi. Ta xâm sâu vào cái khuyết điểm của mình làm mình mất tự tin luôn. Đúng rồi. Mời nhà trai. Em chào chú, rồi, anh lên. Dạ. Ngồi đi. Xin mời nhà gái. Chào em. Mình giới thiệu lớn lên cho bên gái cùng nghe nha. Em xin chào kính thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và dạ tất em. Cả mọi người ở có trong trường quay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến đây xem hành trình hát ế của em. Dạ, em tên đầy đủ là Lưu Trạch Đông, sinh năm 1994. Em mạng quả, em phù hợp với mạng thổ và mạng mộc. Mày mối luôn vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Quả có khi bốc quả cũng mệt lắm nha. Không, em bình thường là trung tính lắm, không có nóng đâu. Em quê ở đâu? Dạ em ở quê ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều kỹ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đầu tư kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Dữ ta. Rồi còn em? Em giới thiệu đi. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bé Ngọc, em sinh năm 1993. Em đến từ An Giang và hiện tại em là một giáo viên tiểu học. Em ở An Giang luôn hả Ngọc? Dạ em ở huyện An Phú ạ. Là qua phà luôn đó hả? Dạ. Gần Cần lên. Giờ cũng qua phà. Ở Tân Phú cũng qua phà, vậy hai đứa này nó hợp phà nè. Vậy hả? Nhưng mà có gần nhau không Linh? Gần lắm. Đi chắc cũng khá. Mấy? Tới tối mới tới. Ủa thiệt luôn á hả? À. Trời. Không sao, đường xa xôi gì, yêu nhau mà có chuyện gì đâu ngại, đường xa cách trở đúng không? Em có ngại yêu xa không? Dạ không ạ, chỉ cần là hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau là được. Bây giờ em nói về
cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là giỏi việc nội trợ và rất là giỏi về việc kinh doanh buôn bán. Còn đối với nhược điểm của em là em nói chuyện hơi lớn và đặc biệt là nóng tính. Hay làm bất cứ việc gì em cũng phải ghi. Em phải ghi em mới nhớ, còn nếu không sẽ quên. Trời, em trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là dễ nhìn. Nhìn thấy liền luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em là em chưa tìm ra. Khuyết điểm giống như gót chân Asin á, mình mà tiết lộ ra là người khác sẽ làm cho mình yếu đi. Ta xâm sâu vào cái khuyết điểm của mình làm mình mất tự tin luôn. Đúng rồi. Mất mới gì tiết lộ khuyết điểm đúng không? Làm sao là ông giấu luôn á hả ông? Dạ không có giấu nhưng mà ai tìm được thì tìm. Trời đất ơi. Được. Cắt ở xa nhau mà cắt cớ quá. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào luôn. Thiệt không? Dạ thiệt. Rồi có bao giờ tương tư một cô gái nào không? Dạ chưa luôn. Cô giờ cảm giác thấy cô gái nào đẹp chưa? Em sở thích em là thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp. Có ngắm không? Em thích nhìn. Nhìn hoài mà sao không thích là sao? Nhìn mà lúc đó tại em lo cho tương lai. Em tích lũy vốn để cưới vợ nên hạn chế không quen những cô gái xinh đẹp được. Đến tuổi này em mới nghĩ tới. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Người ta là thích nhìn con gái là khác nha, là đổ đồng hết hả? Cứ gái là nhìn. Em cũng nhìn những cô gái bình thường mà nhìn ít thôi. Cái đẹp em nhìn nhiều hơn. Vậy hả? Em đủ bản lĩnh, đủ tự tin về bản thân mình để mà mình có thể mà tiến tới một cái tình yêu cũng như là hôn nhân. Dạ đủ, em có tập gym để có thể chuẩn bị thân hình dạng dở để bảo vệ. Tức là tập gym để bảo vệ vợ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ta nói tập võ để bảo vệ vợ chứ tập gym bảo vệ gì? Là tập gym để có cơ bắp, ta thấy là ngán. Anh thấy có nhiều người cơ bắp không ai ngán hết trơn. Em rồi tập được mấy múi rồi? Em tập chắc cũng được 30 ngàn. 30 ngàn. Thôi vậy cũng được rồi, từ từ. Vậy là em đi tập gym, tại sao em không cua một cô gái nào trong phòng gym? Nhà người ta có bồ hết rồi. Gặp ai có bồ trong cái công ty bất động sản như của em, nhiều cô đẹp lắm mà. Dạ, nhưng mà người ta có gia đình hết rồi. Ai, không ai có, chưa có gia đình chân hả? Không có gia đình, mặt đó không có được xinh xắn. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Thì thôi bỏ qua. Thôi nói giỡn vậy thôi cho em bớt rung thôi. Nghe. Bây giờ rung này... đâu. Trời ơi, bình tĩnh luôn đó em trai hả? Em rung bên trong. Rung chỗ nào? Ở trong tế bào á. Ở trong tế bào á. Chị đố em á, bây giờ cái người mà ngồi bên rào bên đây á, cái nhân dáng, cái hình dáng của người ta ra làm sao? Dạ da trắng mặt xinh. Tao biết. Cá không? Giờ chắc dạ. Không? Em viết trong hồ sơ vậy á. Ví dụ mà da không trắng, mặt không xinh thì em tính sao? Thì thôi. Nhưng mà đẹp là được. Đẹp mà cái tính tình không ra gì thì sao? Thì giờ vàng luyện rồi. Mẫu lý tưởng cái người bạn gái của em, hình như em thích là đẹp như thế nào? Đẹp cỡ Nancy á. Ví dụ như cỡ đẹp cỡ Nan Giải được không? Em nhìn thích là thích à? Ừ. Bây giờ em nói ở Việt Nam đẹp cỡ nào? Dạ cỡ chị Hồng Vân hồi trẻ. Tôi mà hồi trẻ thì dễ tìm. Ô trời, em gái da trắng, có trắng, xinh, có xinh. Bây giờ em nãy giờ em nghe bạn đó nói như vậy á, thì cái cảm xúc của em là sao? Bạn trai này có nghĩa là cái mẫu người là bạn ấy thích về cái đẹp nhiều hơn. Thì đối với em á, mẫu người lý tưởng của em á thì chỉ cần dễ nhìn, cao hơn em và chủ yếu là ở cái tấm lòng thôi. Em không cần cái ngoại hình. Đúng rồi. Chủ yếu là chung thủy, biết lo cho gia đình là được. Bên kia là bạn kia nói là bạn chưa có người yêu luôn đó. Dạ. Còn mình thì sao nè? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là em quen lúc đã học đại học. Người đó đã có gia đình và có con mà em không biết. Chia tay có mối tình đầu xong cũng cỡ một năm mấy hai năm em mới quen mối tình thứ hai, là người đó làm tài xế. Nhưng mà sau này em đi dạy do tính chất công việc rồi không có điều kiện cũng như thời gian để gặp nhau, nên rồi dần dần cái tình cảm nó bị phai nhạt đi. Nếu yêu xa nữa thì sao? Chủ yếu là ở hai người hướng về nhau thôi, hiểu nhau, hướng về nhau là được. Nói cũng xa đâu, cách nhau có hai cái phà thôi. Điều gì em không thích ở đàn ông? Điều mà không thích ở người đàn ông đó là gia trưởng. Kiểu mà cờ bạc chứ hút thuốc là em không thích. Còn ổn thì ở mức xã giao. Có gia trưởng có cờ bạc hút thuốc không? Dạ mấy đó em không dính tới. Được. Rồi thôi được rồi. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với em trai ruột và ba bà bạn thân. Chào chú Quyền Linh với chào cô Hồng Vân. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em là em trai của chị Ngọc. Anh bên đây thì nhìn cũng được, cũng có công ăn việc làm ổn định. Thấy là cũng hợp với chị. Chị của em thì rất là giỏi, nấu ăn cũng rất là ngon và cực kỳ là hiếu thảo. Rồi, mình gặp đàn trai đi. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với cha già kính yêu của em. Chào dạ, bác. Dạ chào bác. Dạ chú Quyền Linh. Dạ. Bác hôm nay đến đây cũng nhờ
nhờ cô chú giới thiệu cho nó được có đôi có bạn. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Nay 73 tuổi rồi. 73 hả? Nhà bác làm gì bác? Trồng xoài, trồng cây bác. Cái cô này bác thấy sao? Thấy được rồi con. Trời. Rồi, xin chào bác. Thôi về Cần Giờ dạy đi em. Cần Giờ đang phát triển đó. Bây giờ mình mở rào đi hả bà mối? Mở rào. Nói lớn lên nha. Gặp bạn gái nói lớn lên. Coi coi mặt xinh da trắng không? Bắt đầu rồi đó. Tấn công. Mình có món quà tặng bạn. Xin anh em đi. Dạ anh có món quà tặng em. Đây là cuốn sách anh tâm đắc nhất. Đó là Nguyễn Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Còn cuốn này là cuốn Vượt Biển Lớn. Hy vọng là chúng ta có thể vượt biển lớn cùng nhau. Còn cái cây đó. Còn cây này là anh nhà anh trồng. Cây thuốc bìm bịp. Cây này dùng giải chữa đau nhức xương khớp. Tại má anh bị xương khớp nên mua về trồng. Trồng nhiều dư da nhiều quá rồi. Anh tặng em luôn. Dạ rồi anh cảm ơn. Cái này em đem tử quê lên. Thì cây xương rồng là nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sự trường tồn của tình yêu. Thì em cũng mong tình yêu của chúng ta cũng như vậy. Cái cây nó sao xương khớp gì tại trồng nhiều quá dư ra hả? Dạ đúng rồi, trồng nhiều lắm. Tại mới đầu em mua mỗi ngày một chút thôi á. Em mua một chút, chút nó ra một đống nó luôn. Dư ra tặng bạn gái hả? Dạ, ủa cái cây này là cây thiệt luôn hả cưng? Dạ đúng rồi, cây giống. Ủa vậy hả? Y như cây giả vậy đó hả? Bên còn dư nữa không? Dạ còn nhiều lắm. Chú lấy, anh lấy thì em tặng luôn. Đây nè cần là xương khớp kìa. Đau quá đây nè. Dạ ok luôn. Còn nhiều tặng hết phim trường này được không? Dạ thôi cái đó bán chứ. Nói cảm giác coi nè. Da trắng mặt xinh không hay là sao nè? Dạ đúng rồi, da trắng mặt xinh. Nói đi, nói cho người ta nghe đi. Mở rào ra là anh thấy sao? Anh thấy em da trắng trong mặt xinh. Có đúng cái gu của em không? Dạ đúng. Em giống như trong truyền thuyết bước da vậy. Giống như cái bản mô tả anh viết vậy. Đó, thấy chùi ôi chung. Anh thấy em như thế nào? Thấy em da trắng mặt xinh. Em thấy anh sao? Em thấy anh là vui vẻ hài hước. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Thì cái tính chất công việc của anh là anh đi mỗi ngày hay là sao? Không, anh đầu tư xong thời gian tự do lắm. Đầu tư hết tiền rồi ở nhà chơi thôi. Tiền đâu đầu tư nhiều. Tại vì khoảng cách xa quá thì anh có thể sắp xếp về thăm em hay là em lên đây thăm anh? Chia đôi ra. Trời ơi, chia anh. Ta xa quá làm sao ta đi được. Em là giải miết à, từ thứ hai đến thứ sáu. Anh có món quà tinh thần gì tặng em không? À, anh cũng biết hát. Rồi đứng lên, tiến tới hát liền. Tiến tới tấn công. Dạ rồi. Có bài hát này anh tặng em nè. Ví dụ 42kg, cao 1m4 nhưng xếp mà mình tim mà hết chỗ. Thầy bói nói rồi, tim cứ em về nhà là anh đời sẽ hết khổ. Cầu trời mai trúng số là anh rước em liền, vì anh tính em hiền. Yêu em tuy là miễn phí nhưng mở miệng là tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nè, và anh hứa mang theo chầu cao. Mẹ anh cũng hứa rồi. Ý em sao cưng ơi? Hay quá. Anh rap đó. Anh rap đó. Bài gì vậy? Dạ bài ý em sao? Còn bài nào hát không? Dạ hết rồi. Dạ bài là bài hát đó cũng như anh muốn nói đó. Ý em sao? Em nói thiệt, đây là một cái duyên. Em từ An Giang lặn lội lên đây, anh biết cũng đường xa xa. Em muốn cho chúng ta cơ hội. Còn cái chuyện mình tìm hiểu như thế nào là chuyện của tương lai. Rồi em có đồng ý về Cần Giờ ở với anh không? Em có đồng ý về Cần Giờ với anh. Theo em là có chồng thì theo chồng. Ok. Dạ. Em đến đây em cũng có một bài hát muốn gửi tặng đến chương trình cũng như anh. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cánh lúa chỗ bông. Bờ đê đồng ươn ướt mướt, trời xanh nhường nhường chim ca. Lửa lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Cưới nhau về thì mà em muốn mấy đứa con, rồi con trai con gái hỏi đi. Sao mốt cưới về em muốn mấy đứa con? Tại tính chất công việc em là giáo viên thì hai đứa là đủ. Hai đứa đủ Minh Linh. Ai biết em? Em thấy đủ chưa? Nhà gia đình văn hóa là chỉ như vậy thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ xem
mình có nên bấm nút hay không, mình có trao duyên cho người đối diện hay không. Một, một, hai, hai, ba. Hết thời gian. Ngon lành, ngon lành rồi ha. Bắt tay liền, tấn công. Trời ơi, bắt đầu từ bây giờ mình chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi xin phép ba cho con cưới vợ. Xin phép ba cho con cưới vợ. Em cho hôn cái nha. Dạ. Được không? Thơm thơm. Bây giờ nè, ôm chặt lại cái người yêu cảm giác. Chưa từng có người yêu đó. Ôm chặt vô coi, ôm chặt vô. Hôn. Tự nhiên đi. Hôn. Em hôn chứ em bắt ta hôn em. Rồi, em hôn rồi. Em hôn bên đây. Hai bên cho được. Đây là sản phẩm của anh Quyền Linh ha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Về tặng cho ba để chống rụng tóc. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào bạn gái đi trước, mình đi sau bảo vệ, mình tập gym phải bảo vệ phụ nữ chứ. Dạ em mới biết, em mới biết, mới quen mà. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp cặp đôi thứ nhì xem chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn có bấm nút hay không nha. Xin mời. Em có sử dụng ba chất kích thích. Ba chất kích thích từ sáng đến tối thì có thể là sẽ hết được một bao. Thôi nữa. Vậy em thua chồng chị. Chồng chị ba bao. Chồng chị ba bao. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, ngồi đi em. Em giới thiệu lớn lên cho mình kia nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào quý vị khán giả. Và chào bạn nữ ở bên. Em tên là Đoàn Hải Hải. Năm nay em 26 tuổi. 26. Và hiện tại em đang làm việc cho một công ty bảo hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở Bình Phước. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào khán giả và em chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên nhân sự cho một tập đoàn. Hãy cho bên đàn gái biết một chút về ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, khuyết điểm của em thì ở đây em cũng muốn khai thật với bạn gái trước. Em có sử dụng ba chất kích thích. Ba chất kích thích. Và em nghĩ là cái chất kích thích này chắc là các bạn gái cũng sẽ không thích lắm. Chất kích thích đầu tiên đó là cà phê. Một ngày em phải uống ít nhất là 3 cữ cà phê là ít nhất. Trời, em thua chị 5 cữ. Rồi một cái chất kích thích thứ hai đó là thuốc lá. Một ngày hút mấy bao? Dạ, nó sẽ tùy vào em ngồi làm việc ở đâu nữa chị Vân. Ví dụ em ngồi làm việc ở quán cà phê nguyên một ngày, từ sáng đến tối thì có thể là sẽ hết được một bao. Nhưng vậy em thua chồng chị ba bao. Chồng chị ba bao. Nhưng nếu như em ngồi làm việc ở văn phòng thì một bao đó chắc khoảng 3 đến 4 ngày mới hết. Và chất kích thích thứ ba đó là bia. Thì do tính chất công việc của em thì phải đi gặp khách hàng rất là nhiều. Không biết là bạn mấy, gái mấy có lon? Chấp nhận được ba chất kích thích đó không ạ? Cái đô của em mấy lon? Dạ khoảng 15. Thôi rồi. Anh nghe anh còn ngại được nói chi là bạn gái. Dạ. Trời ơi, Vân nghe chất kích thích Vân hết hồn. Vân tưởng cho em tưởng là cái gì. Chứ còn
Thực ra cái này á thì là cũng không có phải là e dè lắm. Chỉ có cái cuối cùng á là 15 lon á, thì là mình thấy cái đô hơi nặng. Cho em biện minh một chút được không ạ? Đó là 15 lon khi mà em đi gặp khách hàng và đối tác họ uống thì mình cũng phải uống tới nơi. Là cái đô của em là 15 nhưng mà bình maximum thường... thôi, nhưng mà bình thường tầm khoảng 5-6 chai thôi là em... Một tuần là uống mấy lần? Dạ đó, em phải tùy vào khách hàng của em nữa. Nhưng mà bây giờ em cứ trung bình thử. Thì một tuần khoảng 4 ngày. Tuần có 7 ngày em uống 4 ngày. Dạ. 3 ngày kia là coi như là... Là người ta uống với em. 3 ngày kia là em dành thời gian ở lại văn phòng em làm việc. Khi xỉn thì em làm gì? Không, khi xỉn thì em đi rap về nhà và em ngủ giấc tới sáng. Ngủ tới sáng. Và em có một cái điểm mạnh đó là dù em uống nhiều cỡ nào, sáng thì vẫn 5 giờ rưỡi đến 6 giờ là em đã dậy và em đi làm rồi. Quan trọng là bạn gái bên kia. Quan điểm của em về ba loại chất kích thích như trên. Ban đầu em nghe em cũng hoang mang lắm. Nhưng mà khi mà bạn giải thích ra rồi thì em thấy cũng bình thường. Em uống cà phê không? Dạ không ạ. Nếu mà em uống cà phê thì thực sự một ngày 3 ly cà phê thì nó cũng phải là ghê gớm lắm. Chắc chắn là thuốc lá em không biết hút đúng không? Dạ không ạ. Nhưng mà nếu như mà bạn ngày em hết một bao thì với cái tuổi này của em thì cũng hơi bị nhiều. Dạ, đó là khi em ngồi làm việc một mình. Và tại vì em thì em rất thích cái sự tập trung cho nên là em sử dụng nó. Còn ví dụ như sau này mà em có bạn gái thì bạn gái sẽ là sự tập trung cho em. Nó không phải là thứ thuốc nữa. Khuyên em thế này là bớt đi. Dạ vâng. Bởi vì anh cũng đã trải qua giai đoạn đó rồi. Những giai đoạn mình còn trẻ, còn sức khỏe đó, mình có thể sử dụng như thế. Nhưng mà càng ngày cái tuổi càng lớn đó thì nó hết sức là nguy hiểm. Một cái hậu quả nó không tốt như sau này. Anh là đã trải qua, anh còn nhiều hơn em luôn. Ưu khuyết điểm của em đi. Dạ. Chào em gái. Trước tiên thì em nói về khuyết điểm của em trước ạ. Tính cách của em hơi nhút nhát, em nghĩ là em hơi nhạt. Còn về ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trong nhiều việc em có thể làm cho người ta thoải mái tự tin khi mà đi với mình á. Em có mối tình rồi? Dạ thưa anh, trước giờ thì em có hai mối tình rồi. Hai mối tình? Dạ. Mối tình đầu thì được khoảng 1 năm rưỡi, là mối tình thời em còn đi học thôi. Mối tình thứ hai thì chỉ là mối tình yêu đơn phương, kéo dài 2 năm. Và bây giờ bạn đó đã có người nâng khăn sửa túi rồi. Một cô gái xinh xắn thế này không có nghĩ là có mối tình đơn phương đâu. Nhiều lắm chứ Linh, Vân hồi đó cũng có tình đơn phương đó. À vậy mà người đó không bao giờ biết đâu. Tại vì Vân không thích nói. Em chắc cũng vậy, em không nói ra cho nên người ta không biết được. Em chỉ sợ là nói ra xong rồi người ta chạy nút dép thôi. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng giống bạn gái ở bên, em cũng có 2 mối tình. Và cũng có một chút trùng hợp với bạn gái thì em cũng có một mối tình đơn phương. Sau cái mối tình đó thì em cảm giác em có lỗi gì không? Em có thiếu sót gì không? Thiếu sót của em có thể là từ trước đến giờ trong tất cả các mối tình của em thì có thể là em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Đó, cái điều này hết sức là quan trọng trong tình yêu. Nhớ nha, mối tình này phải chăm sóc. Hiện tại thì em muốn tìm một người yêu mẫu hình lý tưởng thế nào? Đầu tiên phải là phù hợp với con người em. Và chiều cao thì 1m68, nặng 58 trở lên là được. Tại vì em thích số 8. Với lại đó cũng là tiêu chuẩn BMI của quốc tế. Bạn bên kia là mét mấy? Dạ em 1m68, 63kg. Em cố gắng là nặng 5kg nữa đi em. Ở đây có thể là em nói ra thì nó lại có một cái sự trùng với bạn gái ở bên. Thì em cũng rất là thích số 8. Giống như số điện thoại của em cũng là số 8 đuôi. Và kể cả số tài khoản em cũng lựa số có những số 8. Thì mẫu người lý tưởng của em thì em thích một người phụ nữ dịu dàng, giống như chị Ninh Dương Lan Ngọc chẳng hạn. Nói chung là hai bạn cũng có những cái sự trùng khớp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân cái đi, em trai đi với ai? Em thì ngày hôm nay em đến đây cùng với sếp của em và bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các anh chị khán giả. Em thấy bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Hãy nên cố gắng để tìm hiểu để hai bạn có thể, nếu có duyên á, thì sẽ thành đôi với nhau, thì đó là điều rất là vui. Hãy cũng nên giảm bớt công việc lại để dành thời gian để tìm hiểu, thì nó sẽ tốt hơn cho hai bạn. Cảm ơn em. Dạ thưa chị, hôm nay em đi với hội bạn thân của em. Xin chào chú Quyền Linh cùng cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả đang trong trường quay này. Thì cũng chào anh trai bên kia. Thì em tên là Thiện. Thì bản thân Thiện thấy là anh trai bên này khá là trưởng thành, trầm tính cũng như là biết cách lắng nghe. Lúc nãy Mai có chia sẻ là cái điểm hạn chế của Mai là Mai hơi nhút nhát. Điều đó tạo cho Mai cái sự gọi là duyên dáng đấy, làm cho đồng nghiệp cũng như là các bạn yêu mến Mai nhiều hơn. Cũng mong là cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn nó có để mà mình cùng bấm nút và trao cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cái điều quyết định còn lại thì ở hai bạn. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Mở rào.
nay anh có một món quà tặng em. Món quà đầu tiên đó là một loại hoa, là hoa hướng dương. Thì luôn chúc em lúc nào cũng sẽ tươi tắn như hoa hướng dương và hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất. Rồi, anh tặng em. Và một cái món quà thứ hai nữa, đó là thứ em có thể sử dụng nó mỗi buổi sáng trước khi em đi làm. Và hy vọng nếu mình có duyên thì hết cái ở trong này thì mình có thể làm về với nhau. Anh tặng em. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Đây là một chiếc áo sơ mi. Cảm ơn em. Em nghĩ là nếu như mà mình có duyên với nhau thì lần đầu tiên hẹn nhau thì anh có thể mặc chiếc áo này. Wow, màu đen. Có đúng cái màu mà em thích không? Dạ em thích ạ. Đó, chưa gì có điểm chung. Em mở này ra coi. Rồi, có đúng hoa. Nước hoa thì đúng sở thích của em. Đúng sở thích hả? Dạ, tại vì em thích ra đường là phải thơm. Hiện tại em làm việc quận nhất hả? Dạ. Anh thì văn phòng của anh ở Bình Thạnh. Thì thử đưa ra tuần mình hẹn hò nhau mấy lần ở đâu đó. Chỉ cần em muốn thì ở đâu anh cũng có thể tới. Kiểu có một câu là chỉ cần em muốn hẹn hò, người xinh cảnh đẹp, cuộc tình anh lo, đúng không ạ? Ok. Ví dụ như mình có duyên với nhau thì anh muốn một tuần là mình sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Trước đây giống như anh chưa có người yêu thì anh có thể anh chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng hiện tại khi anh có người yêu thì anh sẽ chủ động. Giống như là có thể là những ngày em bận đi thì anh sẽ hỏi em trước, nếu như mà em sắp xếp được thì mình sẽ gặp nhau sau giờ làm. Hoặc là có thể trưa mình còn đi ăn trưa với nhau, hoặc là buổi tối. Em cũng có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em thì giống một cái mẫu người anh thích. Đầu tiên là nhẹ nhàng. Anh thích một người làm việc văn phòng và em cũng như vậy. Nếu như trong thời gian tới mà anh với em mình cùng tìm hiểu nhau và cả hai cùng có những cái điểm chung với nhau thì mình sẽ sớm về chung với nhau, nếu như cả hai cùng nhìn được cái con đường xa cho cả hai. Nếu như mình là nhân viên của nhau thì mình có thể tìm hiểu là 3 năm. Okay. Thì khi em tròn 28 tuổi mình đăng ký kết hôn là okay. Vừa đẹp. Ok, anh có thể chấp nhận. Số okay. 8 nữa. Cưới ngày 8 tháng 8 năm 2028. Bây giờ hai bạn hát cái đi. Dạ, anh có thể giúp đỡ em, anh hát trước được không ạ? Em mới có cảm hứng hát tiếp. Ok, thì anh cũng muốn tặng em một đoạn thôi được không ạ? Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những điều hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ cố làm tân ca, anh sẽ không bao giờ như thế. Em xin hát. Được mà. Em hát không được hay à? Được mà. À. Có thể cho em mượn chai nước để em hát cho nó giống. Hay là em có thể là anh có thể làm chai nước cho em. Em lấy cái chai vừa thơm á, làm mi luôn. Em xin hát bài Vì Đó Là Em. Bài này là ngày xưa mà ba em hay đánh đàn guitar cho mẹ con em nghe. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng áng mây biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Hay mà. Hát hay nhất là cầm chai dầu thơm hát á. Dạ. Chúng ta đã trò chuyện một thời gian cũng khá dài. Bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. Bấm nút bằng cả trái tim của mình, không bấm bằng bất cứ điều gì các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 2 rưỡi 3 Như vậy là các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Em xin phép gia đình cho đặt một nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt hôm nay. Con xin phép hai bác ở nhà cho con được hôn mai. Đẹp lắm. Một cô gái rất là hiền, ngoan, dễ thương, một chàng trai rất là năng động. Anh nghĩ rằng hai đứa sẽ bổ trợ cho nhau để tạo thành một cặp đôi hoàn hảo hơn trong cuộc sống nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn.
Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé.